chúng tôi đã đến làng văn hóa du lịch Lũng Cẩm, nơi có cái ngôi nhà của PAO, bộ phim PAO. Đây nhà của PAO này. À, rất yên bình, rất đẹp. Không hiểu đây là dân tộc Mông hay dân tộc gì. Nghĩa vào tôi sẽ hỏi. Một chuyến đi tuyệt vời.
du lịch đúng không? Nấm hương rừng vinh chi mau để họ bán cho khách du lịch. Nó vẫn ở bình thường. Sắp quay này tôi sẽ quay one shot, cầm máy ảnh để anh em được biết nhé, anh em ở xa được biết. Bây giờ là hơn 5 giờ chiều ở miền núi rồi, khá tối, nên cái chất lượng cũng video cũng không được tốt lắm, anh chị em thông cảm. Đây, ngôi nhà đây. Trẻ con miền núi bây giờ cũng có smartphone, wifi. Tôi sẽ đi một vòng cho anh chị em được biết nhé. Đây, diễn viên Hải Yến trong vai PAO đây. Nhà cháu ở luôn ở đây à? Ở trong này à? Ở ngoài à? Cháu vào đây bán hàng thế hả? Khá muộn rồi, đoàn chúng tôi lên đường thôi. Bây giờ thẳng tiến đến thị trấn Đồng Văn. Giờ hơn 5 giờ rồi, chắc phải hơn 1 tiếng nữa chúng tôi mới đến Đồng Văn nghỉ ngơi để hôm sau tiếp tục chương trình. Quãng đường còn khá dài, khoảng hơn 20 cây số nữa. Lên đến nơi là tối đấy. Hai em ở đâu ra? Em thì... Thành phố Hồ Chí Minh à? À ok. Em lại là em hay đi. Em vừa đi cách đây 3 tuần luôn. Đây là hai bạn ở Sài Gòn vừa ra đi du lịch Hà Giang luôn. Hai bạn sẽ nhập đoàn của chúng tôi đi cho nó an toàn vì bây giờ khá là tối rồi. Anh em chúng tôi đã lên đến thị trấn Đồng Văn. Đã qua một nhà một anh người quen. Tối nay có thể ở đây luôn, rất là tuyệt vời. Một cái nhà dân tộc, nhà trình tường luôn. Vì trước là có cả chó cả lợn. À, lợn này. Anh nhà ơi, hay quá này. Có một chú chó mông cộc đỏ. Anh giấu hôm trước đang đốt. Mà đây đốt nốt. Đốt thôi, đang đốt rồi. Mấy con xù xù này con gì đấy bác? Chó mông. Vâng. Quay gặp cái trái.
Đây là hai con này là hai con chó mông à? Hai con có đuôi này. Chó mông. Mình thì em gọi thì là gọi chó mông thôi. Có người gọi là bác Hà, bác họ. Chào chú. Quần quýt hết nhỉ? Chú chó mông cậu con này. Đấy. Chó Bản khỏe không? Ta thích. Anh em ở trên này gọi đây là chó mông. Còn có thể gọi là bác Hà Sù. Con này đẹp này. Con này đến thừa 500 điểm nhỉ? Nếu bây giờ con hot lên. Nâu đỏ. Con này sô cô la luôn, sô cô la, một sô cô la. Màu này da mới bền màu này. Con này là sô cô la luôn chứ không phải hung đỏ đâu. Con này mũi này rất đẹp luôn. Mặt con này sẽ vuông luôn này. Cháu gần 2 tháng. Con này có con đâu ngon đấy. Này thì hung thương lên đồng lại. Cái này mới bắt này. Con này đẹp. Chị Gia đang kiểm tra cháu. Anh em mới đi chơi đâu mà? Dạ. Không, anh em gửi thì lấy sang. Con đứa con đùm nữa. Dạ. Nữa đùm nhiều. Em mình không quan trọng đúng nữa lắm. Nhưng mà chọn cho vị đúng không? Chó đỏ là tất nhiên là. Chân lông con này dày hay không? Nhưng mà con này mặt đẹp này. Con này nuôi phong thủy. Mặt đẹp và sắc tố da tốt. Sắc tố mắt này, sắc tố da này. Thì nó rất tốt. Hồng mà. Hồng. Con này hồng gì? Con này sô cô la. Đèn trắng cái này. Giống màu màu lông à. Con này sô cô la nhưng không phải hồng đỏ. Cái này đỏ nâu này, sô cô la luôn này. Riêng con nào giữ được cái gen này ra con đa số đỏ đến 80%. Nó sẽ bền. Còn cái kia là dần dần nó phai sang hồng. Màu nhìn con xù xù vàng vàng kia kìa. Yeah, mũi à. Mũi hồng màu này không có bền. Con này mặt cũng đẹp. Đây, tìm chỗ ngủ à? Thần kinh rất tốt. Ông có chỗ ngủ không? Lợn tìm chỗ ngủ rồi. Răng hiện nay răng trước là đầy đủ hết rồi. Lớn lên tí nữa làm cái răng tiền hàm thứ. Chết dưới đủ hết rồi. Con này con mẹ nó để được 4 con thì 3 con đỏ. 1 con vàng kim. Mẹ nó đổ. Ôi. Có rồi. Chúng mình đang thử cái khiếu giác của cái chú chó hôm bông này. Tìm kinh thế này cơ à? Kinh lắm. Đúng hướng luôn. Các bạn này nhìn này. Nhưng mà nó tìm đúng cái đường luôn. Đấy, nó tìm cái thức ăn. Các bạn thấy cái khiếu giác của... Tí thì đã đạo luôn. Mà cho nó ít thôi, cho nó nhiều, nó ăn no mất. Đó rồi. Các bạn thấy khiếu giác của ấy, chú chó hôm bông Bản này nha. Tuyệt vời. Nó vẫn ăn được cái hơi kìa. Con này gần 2 tháng rồi. Mà anh giải miếng một thì nó tìm được ngay em thề. À, nó vẫn đang đánh hơi. Một chú chó chắc là khoảng tầm hơn 1 tháng. Nó đang đánh hơi này. Kéo. Nó vẫn đang tìm đấy. Bởi vì nó bôi ra nhìn ra nhiều chỗ quá. Bôi nhiều chỗ quá nó lặn. Không dám biệt riêng. Cái mồi chỉ là một cái củ khoai nướng thôi. Nhưng mà những cái chú chó Bản này cực kỳ thính luôn. Bản năng của bọn nó rất là tốt. Bản năng này chó thành phố không thể nào có được.
đang đi giúp này, vẫn đang đi tìm này. Rồi, nó tìm thấy rồi. Cái miếng thức ăn đang được giấu trong cái giày. Ăn rồi. Giỏi lắm. Đó rồi. Tuyệt vời. Muốn được bên em để đắm chìm trong mắt Huyền. Đến từ đáy mắt tươi cao và đôi mắt nơi ngủ vui cũng tranh trăng trơn ngày qua. Bao nhiêu ước mong sao còn đi quá xa. Màu nào ước muốn, màu nào đầy vơi, màu nào cháy lên như lời đôi mắt nói. Mắt đen đôi khi lung linh thật tình thôi. Mắt đen hơi trái tim anh thuộc về. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em mong rửa soi lối về. Khi anh vấp ngã, mắt em luôn dịu êm, rồi đốt cháy lên như lời đôi mắt nói. Mắt em đôi khi lung linh thật tình thôi. Mắt em nơi trái tim anh thuộc về. Ôi giời ơi, từ bàn tay.